ban tổ tú vốn đã chơi bên nhóm trong và chạm tích buộc chúng tổ tú ban sầm nô chấn vì mất phe chỉ bộ tê được rồi chỉ khai cái đấy thà hạt ấy có quạt đời ban cho chúa ông ca quạt chúa mỗi nâng cửa xuống mà tây hai rồi có chúa mỗi cửa xuống ca bộ tê hai hạt ấy có đồng đại quạt tê cho chúa mỗi mà đào tiền cái lấy đấy nhóm sông bạch trẻ tha mình mến cho chúa ông ca tê chương ấy cái lấy đấy để nhóm khơi sầm nô đã tha đã đặt biệt sna sông đồng đại ca ông ca nó cứ mình mến này cứ cái lấy đấy cứ dương mình mến ông ca dương biên hay dương ban cho chúa chủ mối bồ chia ông ca không sốc dương tầm đây cho chúa chủ mối nâng cơ sung hợp tỷ và ông ca ăn đã chết dương tầm đây cho chúa chủ mối nâng cơ sung cả bồ tê nâng sạp bồ tát ăn đã chết không đấy cứ miền tầm đây cả ông ca dương tầm đây cả hay vẫn sầm rạp ông ca na đại miên đại phật bát ca một đơn anh đang thà quật tầm đây cả ông ca ấy bên không cùng rung ba ông ca nó miên một đơn chẳng tầm đây ông ca nó trai đã biết sna sông tầm bấy dọc mình lâu dưới phía có tham mình ở nhà ban chẳng ở nhà ban nó cứ mình men xem ông cá đấy cứ xem rap rồi tập bắt cá một đô nặng ôi tôi chia một đô đã sọc chứ bập rồi sân bao giờ mình ban thế vì ai miền bản nhà bộ ấy dương thời ca miền ở nhà ban anh đang còn nhưng trong bị chạy thác cứ ở nhà ban nó cứ xem rap tay một đô mình men ông cá bao giờ cứ sọc chứ bập hay vấn đề mình đô bà sọc tức cứ lục tập tụ bàn được bọn mình chương ban tập tụ hai bàn lục ban tập tụ bàn bọn mình đang tam bị chạy đại chạy ta bây giờ dưỡng miên phật bát ca nơi khai cả đá dưỡng miên mình đi xuống một cách tại tại dột chôn khai cả đá nơi dưỡng nơi bình dưỡng nơi khai xem riệp cho dưỡng miên hay dưỡng cơ bản bồng bình đã tự ao rủi ro hay ở đại để dưỡng đạt vật được tam cô ca này nằm đi lúc chú sắp hết nhưng nhóm chẳng đừng mối tiết đấy thì nơi KPP mấy nước dựng bàn thật tù nơi giật đây chú nằm đừng bị khang mừng tì sân cô một cách đấy nơi nó cứ miên cầm nọt thằng ngày trầm tay thằng ngày mà phải bay mà phải buồn khai công phẹ cho năm bì phòng đọc ra mối nít tế chỉ thằng ngày cầm nọt phát cầm nọt nơi khăn ông ca mà một bình bạp bọt ấy chẳng ta giật đây ca trên giật đây chú nằm đừng nâng cái ca chu nằm đằng hái ta miên ông ca rồi có sầm mật đô phẩm mát đại ban mà chụp mình chi chả bà sầm bảo còn tập pi mình đi ban chu nằm đằng ta tam chu rồi có tam ông ca nia đại cụ nia nó cứ ông ca đại bẹ con đằng thay to mình đô nó có ban từ tua ai cả sáng có còn ở hai hai đời lấy mua chùm luôn tiết cốt ở ban mình chun phòng miên mà tiết đại sa tại cốt ở toàn dưới ông pi cả bảo pinh bài bót đó anh chồng chị nè chắc là sầm rong po miên ông pi mình đôi thái toàn của má chúng khác có thái tom có đặt đằng thật luôn có thái tom là biết mày chúng khác có thái tom chia lẽ cái nè xạ cốm chúng khác có tháng có mền chim đôi lên có ọt ọt đỏ po miên anh đang cất cất bài hát đi cứ khóc chắc là hôm bắt đầu pin đi ta miên po miên đã có màu trong mình chi hay bật tiếp thiệp từ nâng chùm nôn mình đô rưu mối có mình ông ca đã thay tôm cổ mà nâng ta nâng nông rì tình nông bách mình bằng màn đại tế lục chế điệp thì bà bị chùm nôn nóng cả lõm mà dương thua lọp thua mạp bình bà này thay thơ phản tì bò ăn dấu nâng nông nô dương minh mình đô đó chương mà rồi chương mà rồi bà này thay mình đô mối chùm nôn nóng cứ dương ban thua mạp bình cứ dương bà này thay dương thua phản tì ông ca đại cư đại ban bỏng ra ca thay tôm khô mây nâng rì tình nông bình cứ chẳng dừng khơi thay dưới ban từ tua ai cả sao ban chưa sập hiệp rồi ban này ta còn từ tua vào ban chưa sập hiệp rồi hay còn ban bị chun máu đo mình ti vào dưới nằm bấy cho ai cả sao đấy hay dừng nằm bị chun từ cửa xuống nằm bấy và máu bò mới nằm bấy bị châu từ không tận ở đây tha ông ca mới chấm luôn không đi được bấy bán đã biết cho mình trí nơi cửa xuống mà chứng nơi sam sập hiệp rồi tiền bà sam sập hiệp rồi ta nị tệ vị thi bật toạ nhưng mà tới hai nẹt đài mình toàn mà bằng pin sam sập hiệp rồi nâng miền chỉ toàn là cam rồi còn miền bảy hải cả làng thế bờ sân là cọt ập bằng pin chẳng bà bờ sân chia chia cọt ập bàn bằng pin dương mình từ chỉ bảy hải đã tô cọt y thun thun ngó thì cọt là tha trong chỉ miệt chui cọt bàn đắng chứng nửa pi đại cọt anh ở water đầu tiên là chrome atica cái chữ thứ chrome càng như đại dương cho từ biển đất ta một đôi mùi mùi nó dương đang chạy chạy bên đây ta chạy ai cả xa quá đầu tiên cả thay toàn một quát ta có đồng ban xong nhà ban cả thay toàn đồ này chắc là không nút dương miên anh được gần mũi đây bị cả này nó thá
và top pi chân nhà lúc gần đi hơi cái này nó mới chân tới dạ pi vào mũi khay đau mình đô thay toàn được ngó tục dạ pi ở vào mũi khay bạn ấy thay vào mũi khay nó bảo sân chi cọt ọt ọt bàn trồng chi tế cứ cứ xuống miên miên là bảy giờ nói tí muối và miên chi lê lẹ xó tí pi ạ sang phía chi và đỏ xoắn tí bấy cứ đọ hốt lịch khất ở nhà anh nhà chia sẻ bỏ bán đấy tháng một cặp chồng chi lơ anh dỗ nâng sấp đưa cỏ ai chia anh đại chiết bàn tay có bán chồng chi cả thái toàn bọc quần nó hay quật phơi cả đại hay thằng bao cả thái toàn không mấy nó học miền ở nhà bán nó cứ dướng nâng thưa cả đại phẩm miền quật và sân chi thôn ngó cứ dướng đọ hốt lịch khất ở nhà chia nhà bán bọc quần cha à còn alo lục sờ bón ba nhiều su mẹ bằng ôn cùng tam năng sát nhiều su video đi không bạn chụp điểm số lô lục miễn chi sâm nua rồi co mà tệ bò chẳng ai cho rùm được không bà thề nằm bò đấy sâm chớn ba nhom chập bò rầm tiền bò đứng hay nhom miễn sâm nua chun tới luôn việc mình tha ta rồi bị ca thay toan nó bò mình sẽ mình đồ đứng thay toan của mạn thay toan chẳng mấy giờ được việc copy nước tia rồi co chẳng mấy đấy hay mũi tiết mình sẽ đồ đứng từ tua cho khăm ai như ta khăm ai mình miễn tì phăng tì phục mà đại mình miễn lập tiền chậm ấy chắc chấp bây giờ dụ màn ở dụ màn chẳng á và một chiếc bảo sân chia để tha bóng ổn gì vậy lại còn trong màn mấy nơi mình đôi một trăm vinh còn ở câu này chẳng cho ta ai vô bán đấy được của mình thiên cả mình để thiên cả chẳng mà quên nó cũng chẳng á cả nhà đấy chẳng á mình thật bà năng tới luôn bà bảo hãy nhưng trong đăng tham mình sẽ mình đôi và mà nó đã lúc việc mình là từ school đấy thôi trên một cái tầm bay phần hai anh mua ở bây giờ vừa qua admin đặt tập tiếp qua giờ tịch nhà anh chẳng á chẳng đang thầm chạm đồ nạc lại chẳng á cún mà ở cún thì một bia ba mà chẳng một bia bắt đầu cái chun tận đầu việc mình bắt tay một nâng việc mình chạy top nâng sumo là bắt lục sumo sumo anh nhà từ tour về mình một tiết sân cứ nè xây sầm bố mà bị phân bình chuẩn bị xuống chà chuẩn bị xuống bằng sumo miên chia sầm nô rồi còn mình tẹo giáp bò rồi còn miên miên ở vây trong lực lang sầm chớn chà chà vậy nên ông lòng mà bị khai mấy thì đa ban chùa sầm nô này vậy chà nước nông đôi môi mũi ta thứ mấy ai bạn đang với chàng kể nhẹ lên chùm mũi từ kia máu thì thấy chưa một cỏ một cỏ hay nhẹ nơi cột cơm căn đôi lại nhé mai kia mình ba mà đến chui rồi đột một vị thần lưng mà nhé mai kia kia đến bắt bắt ở đây nhà luôn thì chui mau nó tha giọt thì ai vẫn thấy lò mau chăm lưu cái này nó hơi chân chờ nó không đôi môi chừng muôn tung trắng á nó hơi chưa tha ăn miên đôi cha ca rồi chua khó trâu đôi thôi ba thấy miên sai nên ai chân nó tạm bộ nó không nâng này nhẹ cam lối á thì tha còn mình sai kia kia mình thưa ta ăn kia chứ cái áo chân mòn cái chuôi đặc sai như thế, nhưng đôi cha nó nát mấy cái áo chân trong áo ấy mình trang phục là chỉ thật ta thôi là biết mấy cái cột cờ không có à để mình đôi lần áo miên đôi cha, tập tập phía tân áo áo mấy cái nhưng ban đi lên chọc trang chọc nào mà đi mà bán là áo tận áo có phần tay không mấy áo việt nam ban mà xa ai cái chuôi việt nam chứ nên đôi cha nhưng sắp mưa tay cứ tăng thủ mất nhầm đa mưa đa mưa đa khơi đa tinh nhưng tao lại nó mình tay cho tôi hay cái mình trên giấy mà kẹp nhắm đây có tôm ốc con đó thì đi bàn giọt thì nó bọt nâng máu hay thêm cảm đắng từ giấy từ trên giấy thiện thế này chẳng là đòi chẳng là bàn giấy chẳng tất luôn cái thu thùng trên tay cứ thiện trưởng cứ chẳng mòn chà tôm ốc con bị liệt liệt ốc con cho bị liệt bóng sổ bồ chà bóng sổ con thì chỉ mất lô bong số bốn mà nhưng hai tạ bong chó đại sa tại bong su chấm đuôi thạch tháo và đặc biệt là thạch thông của má chẳng nhom trong chỉ biết bong tha cả thạch thông của má vì mình chưa ăn bọc hết này chứng minh cả thạch thông thì lại cả nạ xạ côm chỉ mà đại thoa thạch thông xạ côm chỉ lại cả nạ chỉ crom thật chỉ crom thì mũi tuyết cứ thạch thông chỉ lại cả nạ mình đồn chúng cá thai tôm chỉ là cái này thai tôm bằng một đôi lưỡi còn hạ cúng cứ dương miên cá này nọ được nhỉ bà chúng còn xưa thai ta cũng không được tua pìa như của màn cả lò máu dương ban từ tua của mà rong cru
កាប់បោះបង់ចោលមិនមែនគិតថាអាយុប្រមាណទេតែសូន្យអាយុទៅគឺចាប់ពីកើតមកជួនកាលពួកម្ដាយបោះបង់ចា៎នៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏តាមផ្លូវក្មេងពិការក្មេងកោថ្លង់ឬក្មេងផ្ទុកមេរោគអីផ្សេងៗឬក៏ក្មេងដែលគាត់ថារងគ្រោះទៅលើអីផ្សេងៗដែលគាត់មកយើងតែតែទទួលការចូលរួមគាត់ណាពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាកងកងទូទៅកុមារដើម្បីពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពថាតើការដែលយើងទទួលកុមារមកថែទាំហ្នឹងគាត់មានសាច់ញាតិអត់ជួនខ្លះការថែទាំរបស់គាត់ក៏ថាងចុះចិត្តយកម្ដងថាគាត់ក្រតែប៉ិតតែមើលយើងមើលស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ជួនខ្លះមានសិនបោកអាវមានទូទឹកកកមានតោមានឡានប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងគាត់បានគាត់ថាគាត់ក្រចឹងគាត់ចេះតែបញ្ជូនដើម្បីឲ្យកូនគាត់មករស់នៅម្ដងដើម្បីផុតពីដៃរបស់គាត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នឹងមួយចំនួនតូចមួយចំនួនទៀតការថែទាំរបស់គាត់គឺជួនពេលដែលយើងថែទាំគាត់ទៅពេលខ្លះក្មេងដែលយើងអប់រំរបស់គាត់នោះទៅពេលរៀងធំបន្តិចគាត់ទៀនទាយកទៅវិញហ៎បាទចឹងគាត់ចង់ឃើញថាមើលទៅពេញដៃពេញជើងមួយម្ដងហើយមើលទៅគួសមអីហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសុំកូនពីម្ដងវិញហ៎អញ្ចឹងហើយដែលបានយើងចេញអនុក្រឹត្យមួយហើយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យ119នោះគឺចំពោះទី5គេបាននិយាយថាកុមារដែលអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារបានជាប្រភេទកុមារមានលក្ខណៈដូចជាកុមារដែលគ្មានឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដែលខ្លួនមិនអាចរស់នៅជាមួយបានទី2កុមារដែលបែកចេញពីគ្រួសារតាមរយៈការបោះបង់ចោលកុមារឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលជាប់ពន្ធនាគារការជួញដូរឬចំណាក់ស្រុកទី3គឺកុមារដែលបែកចេញពីគ្រួសារបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពគំរាមកំហែងនឹងចំណុចមួយទៀតគឺកុមារទទួលរងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬកុមារកម្រាមបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការរំលោភបៀតលើរាងកាយផ្លូវភេទឬការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពជួញដូរឬលក់ទិញឬជួលកុមារជាដើមនៅនោះទៀតក៏កុមារដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពបំពេញតពកិច្ចបីបាច់ថែរក្សាដោយសារលំបាកបំផុតខ្វះខាតតម្រូវការចាំបាច់និងសេវាមូលដ្ឋានទីជម្រកចំណីអាហារសម្ភារបំពាក់ការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពកុមារដែលថែទាំកុមារមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬមានពិការភាពដែលមិនអាចផ្ដល់ការថែទាំកុមារបានសមស្របកុមារដែលគ្រួសារញៀនគ្រឿងស្រវឹងលេងល្បែងស៊ីសងប៉ះប្រាសារធាតុញៀនផ្សេងៗដែលមិនអាចផ្ដល់ការថែទាំសមស្របដល់កុមារដែរចា៎បាទអរគុណចាប់ប្រហែលជាលោកសវណ្ណបានទទួលចម្លើយរបស់លោកខ្លះខ្លះហើយមួយទៀតលោកសវណ្ណបានសួរថាបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានកូនអីចឹងទៅគាត់ចង់បានកូនក្មេងពីមណ្ឌលឯមកចិញ្ចឹមជាកូនធ្វើចង់និយាយថាជាកូនចិញ្ចឹមអីចឹងតើគាត់ត្រូវបំពេញបែបបត់យ៉ាងដូចម្ដេចតើលោកយីសុកសានអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះបានបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរពីបងប្រុសសវណ្ណខ្ញុំគិតថាជាទូទៅលឿងលទ្ធចិត្តដូចមិញឲ្យលោកយូសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ហើយថាអីការជ្រើសរើសដាក់មណ្ឌលហ្នឹងគឺជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតដែលព្រោះតាមការស្រាវជ្រាវទៅថាការដាក់ក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងវាជាជំរើសចុងក្រោយហ្នឹងត្រូវហើយព្រោះអីវាថាតលាយើងរកទីតាំងរកអីមិនបានទេចឹងទី1អីដែលសួរពាក់ព័ន្ធមិញយើងហៅថាជាអាចជាអីការយកទៅស្មុំកូនចិញ្ចឹមអានឹងយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្មុំកូនរបស់យើងចា៎ហើយនៅក្នុងស្មុំកូនយើងមាន2គឺហើយស្មុំកូនក្នុងស្រុកហើយនឹងស្មុំកូនក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយគាត់អាចសាកសួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធមកគាត់ចង់យកកូនទៅចិញ្ចឹមប៉ុន្តែទី1ប្រកាសដែរថាបើសិនបើមានករណីហានិភ័យណាកើតឡើងចំពោះកុមារឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយគាត់បោះបង់ចោលឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ចោលគឺសាច់ញាតិគឺត្រូវទី1ដែរត្រូវតែយកកូននឹងទៅចិញ្ចឹមទី2បើសិនបើរកសាច់ញាតិមិនបានទៀតគេយើងរកគ្រួសារធរអានឹងវាអាចទៅក្នុងករណីមួយទៀតគឺគ្រួសារធរហើយទី3ដែលទី1ហើយដែលលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមកូនក្មេងជាក្រុមនៅក្នុងសហគមន៍ហើយក្នុងនោះយើងរាប់ទាំងវត្តអារាមដែរហើយបន្តមកទៀតគឺមណ្ឌលនឹងចំក្រោយគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាហើយបើសិនបើគាត់ជាសាច់ញាតិហើយកូននឹងគាត់បាត់បង់ការថែទាំនឹងគឺមានសាច់ញាតិផ្សេងចង់យកទៅចិញ្ចឹមអាចយកបានហើយបើសិនគាត់ចង់យកពីមណ្ឌលវិញ
ប្រកាសតែគាត់ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្មុំកូនរបស់យើងគឺស្មុំកូននៅក្នុងប្រទេសបាទសូមអរគុណអរគុណចាសំណួរបងសំបូនេះខ្ញុំសូមបកគោលជូនទៅកាន់លោកស្រីគីសំភីចាហើយចាជំរាបសួរបងសំហ៊ុនដែរចាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាម្ចាស់លុយលោកបកគោលលុយមកឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារក៏ប៉ុន្តែថវិកានោះវាអត់បានទៅដល់ដៃកុមារទាំងស្រុងឬក៏មិនបានសមរម្យហើយនៅក្នុងនោះអាចមានជាប៉ពួកចាថាចាជាខ្សែជាអីចឹងហើយគាត់ចង់បានថាតើយើងគិតថាម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងល្អក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលមានតម្លាភាពចាហើយចង់ឲ្យកូនរៀនបានចប់ចុងចប់ដើមគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានកំណត់ថាឲ្យចប់កម្រិតមូលដ្ឋានគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺចប់ថ្នាក់ទី9ហើយប្រឡងចូលទៅវិទ្យាល័យខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថានៅក្នុងនោះតាមការដែលយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនដែលលោកធ្វើការងារនេះនៅក្នុងនោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានភាពម៉ត់ចត់ចា៎ហើយត្រូវតែមានគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងនោះទៀតគឺអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងនោះចាមានជាខ្សែមានជាប៉ពួកដែរអត់ហើយគេត្រូវគ្រប់គ្រងចាស្រីសម្ដៅទៅលើអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដៅទៅលើនាយកឬនាយកាហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអង្គការក៏បីមានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលមួយជាអ្នកយកព័ត៌មានហើយជួយតម្រង់ទិសហើយមានក្រុមប្រតិបត្តិនៅក្នុងនឹងដូចជានាយកប្រតិបត្តិអីគាត់ប្រតិបត្តិនៅទង្វើហ្នឹងខ្លួនឯងតើអ្នកណាជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅសកម្មភាពរបស់គាត់អរគុណច្រើនអូនគឺថានៅក្នុងច្បាប់កាលណានាយកខ្លួនឯងអនុវត្តអត់ល្អចាអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាភិបាលហើយអ្នកដែលដឹងរឿងហ្នឹងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាភិបាលហើយក្រមប្រឹក្សាភិបាលលោកកោះគ្នាប្រជុំហើយលោកពិចារណាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយបើឃើញអញ្ចឹងនាយកប្រតិបត្តិនោះត្រូវបានពីនៃបញ្ឈប់ឲ្យធ្វើការឬក៏អាចមានទោសទៅតាមកម្រិតច្បាប់បានចែងថាគាត់រំលោភយ៉ាងម៉េចចាហើយជួនកាលមានរហូតទៅដល់ការប៉ពួកនោះមានរហូតដល់ចៃវាយថាវិការផ្ដេសផ្ដាស់នៅក្នុងហ្នឹងចាហើយត្រូវឲ្យចាប់ឲ្យសងឬក៏មានទោសចាអរគុណចាឥឡូវត្រឡប់មកសំណួររបស់នាងខ្ញុំវិញចង់សួរទៅកាន់លោកយូសុភ័ក្រដែលជាជនបង្គោលរាជធានីភ្នំពេញមកពីមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញចង់ដឹងផងដែរថាប្រហែលនេះយើងនិយាយគ្នាអំពីការស្ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យអង្គការឬក៏មណ្ឌលថែទាំកុមារហ្នឹងគាត់មកបំពេញនៅតម្រងសម្រងព័ត៌មានបឋមអីចឹងថាតើការបំពេញនៅតម្រងសម្រងព័ត៌មានបឋមហ្នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចម្ដេចចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងអង្គការឬក៏មណ្ឌលថែទាំកុមារដោយដែលប្រិមិត្តក៏ដូចជាវាគ្មិនបានលើកឡើងអំបញ្មិញតេតូនទៅនឹងអសក្រិតភាពនៃការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនតើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចទៅតាមរយៈការបំពេញនៅសម្រងព័ត៌មានអីចឹងសូមជើញលោកចាស់បាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីលឹមឌីដាម្ដងទៀតយើងតបពីយើងបានបញ្ជូនក្តីជំនឹងដល់អង្គការដៃគូដែលបំពេញទម្រង់នោះហ្នឹងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះបើសិនជាអង្គការគាត់អត់បានបំពេញឬក៏គាត់អត់យល់ឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែតំណងមកទីវិញដើម្បីសុំសួរនាំថាតើគាត់មកពេញហ្នឹងគាត់ជាមានកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគាត់មិនមែនជាមណ្ឌលឬក៏គាត់ជាក្រុមជួនខ្លះគាត់អត់មានមណ្ឌលជួនខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមក្មេងគូសាគាត់ឬក៏ខ្លាច់ញាតគាត់3 4នាក់គាត់បើកអង្គការមួយឲ្យគាត់ចុះទៅនឹងនេះក៏គឺយើងត្រូវការណែនាំគាត់ដែរចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការណែនាំហើយយើងបានធ្វើការតំណែងជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពយល់គាត់ឲ្យយល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការដែលបំពេញបែបបទនេះអញ្ចឹងយើងមានជូនឯកសារឲ្យគាត់មួយដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យហើយឲ្យគាត់បំពេញហើយបន្ទាប់ពីគាត់បំពេញចប់គឺគាត់បញ្ជូនឯកសារនេះមកមន្ទីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាអង្គការរបស់គាត់មាននៅទីតាំងទីណាអញ្ចឹងការប្រសិទ្ធភាពដែលយើងគ្រប់គ្រងគឺយើងចង់ដឹងថាតើការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលរបស់គាត់នៅទីណាតទីតាំងណាហើយអាជ្ញាធរគាត់ដឹងអត់ដើម្បីយើងសនុគគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីជួយគាត់បើសិនជាគាត់ថែទាំបានល្អយើងជួយការណែនាំគឺថែទាំគាត់ឬគឺបច្ចេកទេសគាត់ណាមួយកែសម្រួលគាត់ឬក៏ជាចំណុចណាមួយដែលនេះខ្វះខាត
phần nào bớt sân chỉ ông ca rước cờ mình đôi thay tom cục ma môi chấm nốt nơi ta lẹ băng pi smart cách này cả khớp cơ rồi bao mình tì sừng cùng cách tiết ta dùng miên biệt thiên cả chẳng mày ưu tiên họ quạt mình prom mà chụp mình chi quạt nơi ta lụi lẹ nơi ông ca bạc mình đôi thay tom cục ma ấy chẳng chả tại dương thua mấy đằng thay quạt nơi cái này nè bà dương bẹp phòn bay hà ní cứ dương bớt sân chỉ ông ca đại quạt chấm cái mày quạt ở bàn màu chụp mình chi rước cờ tập dương bàn chun đồng hơi quạt nơi tai mình prom trong mình chi tiết thôi còn mình phải lo bỏ miền cây sạ ca cho mùi dương cứ dương nâng bị nứt rư co sạ ca cho mùi nâng ở nhà thôi mùi tháng nằm bấy bị nứt nâng lang bên đường lưỡi ông ca đại cụ đại quật phật bát ca nơi ta mùi tháng bảo quật thôi mà đã tại quật cục cơ rồi bác ông ca quật nơi ta mà sạ cắt rư co phum khốn cứ khi ta nơi ca cứ kim miên nơi ta mà sạ cắt mùi mới kim miên ly ông ca bảo kì ông ca chung mùi chung mùi tì tăng nà chẳng chẳng được phê đại quạt ban bờ sân chỉ nung nung quạt ọt ban xã ca rư co nhà thờ quạt ban cho ruộng dùng cho tập nhật thật tá ông ca bà quạt nắng dùng cho mình dùng bữa nay hơi hơi quạt miên cho bà ọt chẳng dùng chạy mờ chẳng được quạt ọt miên cho bà ọt miên cho mình chi chỉ mới cái xuông xanh xanh ọt miên này tặng ngọc quạt chơi thành châm cái mấy cứ quạt không được cho bà chẳng dương năng miên thiên ca bao dương cứ được trong ban chỉ biết mà đo hãy cứ bình biến dữ liệu số, rứ có ba sáu phim đào san bọc quất nằm bay cùng áo quất nhìn chung không mấy là miến để tệ thì đưa ở nhà bạn. Chà. Nơi thằng anh đi nên chung sớm làm nó còn chẳng chơi chơi chung phù việc mình thằng bay rúp để bàn chơi chơi rùm bỏ sai chẳng có bỏ bài chung bình bật thêm là bọt như thằng anh đi hay có sớm làm nó còn tại đó bình mật đại bàn chấm nái bề bề li tạm đàn sập năng tụt sập chơi rùm chung mới năng cam bị thí. Sầm rập bên đi nên chung thị đấy rùm tiếng việc mình kết dụ năng nông mình tụt sai năng cầm càng nghe nơi hàng cá sớm ở còn năng sớm cầm li.